Xin chào các bạn. Chào mừng đến với bảo dưỡng cơ khí. Chrome là thành phần quan trọng và mạnh mẽ của thép không gỉ. Chrome là nguyên tố chính bảo vệ thép khỏi bị ăn mòn. Trong video này, tôi sẽ giải thích cách chrome tạo ra thép không gỉ. Năm 1797, nhà hóa học người Pháp Louis Nicolas đã phát hiện ra oxit chrome trong một loại quặng chì đỏ từ Siberia. Tên của nguyên tố có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là chromos, có nghĩa là màu sắc. Sau khi quan sát sẽ thấy hầu hết các hợp chất của chrome có nhiều màu sắc khác nhau. Năm 1908, một nhà nghiên cứu người Đức, Philip Manas đã nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng carbon đến khả năng chống ăn mòn của thép có hàm lượng chrome cao. Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng lớp oxit chrome thụ động là nguyên nhân làm tăng khả năng chống ăn mòn. Năm 1911, ông xuất bản công trình của mình về chủ đề này trên tạp chí Luyện Kim với tựa đề nghiên cứu hợp kim sắt chrome với sự xem xét đặc biệt về khả năng chống lại axit của chúng. Philip Manas là người đầu tiên đã chỉ ra khả năng của chrome trong hợp kim thép. Ông đề cập rằng ít nhất 12% chrome tính theo trọng lượng được yêu cầu trong hợp kim thép để trở thành thép không gỉ. Cho đến bây giờ bạn đã hiểu rằng chrome tạo thành một lớp oxit bảo vệ giúp bảo vệ thép khỏi bị ăn mòn. Nhưng lớp thụ động này được hình thành như thế nào? Lớp oxit thụ động này hình thành tự nhiên khi thép không gỉ tiếp xúc với không khí. Tuy nhiên, lớp oxit chrome được hình thành theo cách này có thể không đồng nhất. Điều này là do sự hiện diện của các ion tự do và tạp chất trên bề mặt tự do của thép không gỉ. Vì vậy, một xử lý hóa học được gọi là thụ động hóa được thực hiện để tạo ra lớp oxit chrome thụ động đồng nhất. Bây giờ bạn có thể đang nghĩ, thụ động là gì? Quá trình thụ động hóa là một quá trình hóa học, loại bỏ sắt tự do khỏi bề mặt của thành phần thép không gỉ, đồng thời thúc đẩy sự hình thành của một oxit chrome mỏng, thụ động. Lớp thụ động chrome oxit hoạt động như hàng rào bảo vệ chống lại môi trường ăn mòn. Màn thụ động trên thép không gỉ này được cấu tạo bởi một lớp oxit dầu sắt bên ngoài, chủ yếu là Fe2O3 và hydroxit sắt như FeOH2 và FeOH3. Và một oxit dầu chrome bên trong, thường được gọi là Cr2O3 và CrOH3, với một số molybden cũng như các loại silic. Sự có mặt của chrome làm tăng tính ổn định của lớp oxit vì nó có ái lực với oxy cao hơn sắt. Hàm lượng chrome trong màng thụ động phụ thuộc vào cả nồng độ chrome trong hợp kim kim loại cơ bản và thời gian tiếp xúc với dung dịch thụ động. Thường axit nitric đã được sử dụng làm dung dịch thụ động. Hàm lượng carbon thấp rất quan trọng vì carbon dư thừa sẽ tạo thành các bua tự do, ngăn cản sự thụ động hóa. Chrome cũng tạo ra nhiều loại các bua chrome trong thép. Các carbon này rất cứng và cải thiện khả năng chống mài mòn của thép. Do đó, ngoài chrome chống ăn mòn cũng cải thiện khả năng chống mài mòn của thép không gỉ. Hy vọng bạn thấy thông tin này hữu ích. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các video tới. Xin cảm ơn.